Xin giới thiệu với các bạn là bốn cái bộ nhông chớn, bốn cái bộ nhông chớn lắp cho xe máy. Thì một số các bạn thắc mắc là tác dụng của nó như thế nào, thì mình sẽ giải thích cho nó nguyên lý hoạt động của nó. Thì nó giống như một cái líp xe đạp nhé, nguyên lý thì giống như một cái líp xe đạp, còn cơ cấu thì tất nhiên là nó sẽ làm tốt hơn cái líp xe đạp rất là nhiều lần, bởi vì là nó tải lớn hơn xe máy. Cho nên là các bạn là đừng bảo là cái líp xe đạp thì nó nhanh hỏng. Thực ra các bạn nào dùng xe đạp cũng biết rồi đấy, để mà hỏng được một cái líp thì nó rất là khó đấy, thường thường rất là bền. Thì cái nhông chớn này cũng vậy, nó làm tải trọng cao hơn để phù hợp với dòng xe máy. Thì trước tiên là về nguyên lý hoạt động là nó sẽ chạy trơn. Ví dụ như các bạn đây, khi các bạn đi ấy, là nó sẽ chạy trơn như này đấy, còn khi có tải thì nó sẽ mắc lại như này. Đây là nguyên lý hoạt động của nó, tức là các bạn nhả ga thì nó sẽ chạy bon giống như không mắc số. Mình xin khuyến cáo cho các bạn là đấy, thứ nhất là nó phù hợp với đường đồng bằng, ít dốc cao, thì tác dụng của nó sẽ làm cho các bạn giảm cái tiêu hao nhiên liệu. Cái này thì bạn nào dùng rồi thì đều biết cái độ chạy của nó rất là hay đấy. Thì tất nhiên là có bạn chưa dùng thì các bạn không thể biết được, cho nên là mình cũng không có bàn luận về cái vấn đề này. Thì về nguyên tắc của nó là như vậy. Ở đây mình có giới thiệu cho các bạn là bốn mẫu. Cái mẫu đầu tiên là cái mẫu lỗ nhỏ, tức là dành cho những cái xe 110, cái lỗ trong này nó nhỏ đấy, Way Dream này, thì nó dùng cái loại số 1 này. Loại này thì nó có số răng là 15 răng đấy, số lăng răng là 15 răng, và nó nhông bản dày. Đấy là dành cho những cái dòng Way Dream. Tiếp theo là một cái dòng nữa cũng lỗ nhỏ, nhưng nó dành cho những cái đời xe cũ ngày xưa, gọi là cúp 81-82 ấy, thì cái bản nhông nó mỏng hơn. Đấy, thì thằng này số răng là cũng là, cái này là 14 răng. Tiếp theo nữa là đến cái dòng Yamaha hoặc là cốt lớn, cốt 19, lỗ 19 này, thì nó cũng sử dụng này. Cái này thì độ bền rất là tốt, thì em đã trải nghiệm trên xe của nhà, con Jupiter, lắp cách đây khoảng 2-3 năm rồi. Đấy, thì có làm một video lắp trên xe Jupiter rồi. Thì cách lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Các bạn tháo nhông trước ra, nhét cái nhông này vào, và cài cái phe này vào là xong thôi. Đấy, đấy là cách lắp đơn giản. Tiếp theo nữa là giới thiệu đến các bạn một cái bộ nhông chớn dành cho xe ga. Thằng này thì nó sử dụng bi một chiều. Thì bạn nào xe ga thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Cái xe ga thì khi chạy ấy, các bạn nhả ga thì nó líu lại rất là nhiều. Thế đấy là mình muốn cho các bạn những khi thay đổi một cái phương thức sử dụng xe thôi, chứ còn mình cũng không có khuyến cáo các bạn nên dùng hay không nên dùng. Các bạn nào thích cảm giác cao, đi xe không bị lì, mà không xe không bị ì, mà đỡ tốn nhiên liệu thì có thể sử dụng. Thì cái con này thì có thông số như sau. Cái số răng ở bên ngoài ấy, của nó ấy, số răng bên ngoài của nó là 40 răng, và đường kính ngoài là 75 mm. Số răng bên trong là 19 răng, và đường kính lớn nhất của cái răng dương ấy là 19 mm. Đấy, cái đường kính này này, đường kính răng dương này này, đấy là 19 mm các bạn nhé. Thì các bạn cứ đo cái nhông của nhà các bạn thôi. Thì cái nhông nhà các bạn đo thì sẽ là phải đo răng âm nhé. Đấy, bởi vì mình đo bên này răng dương thì bên kia là các bạn phải đo răng âm. Thế còn nếu như các bạn mà đo răng âm thì các bạn đây, các bạn nếu mà các bạn đo đường kính trục nhà các bạn ấy, thì lúc đấy nó sẽ là khoảng 17 các bạn nhé, 17 đến là 17.
Còn mình đo đường kính răng rương này là 19. Nếu các bạn đo đường kính trục thì nó sẽ rơi khoảng 17 mm. Số răng là 19 răng là lắp vừa. Còn đây mình đang đo răng dương thì nó là 19, các bạn lưu ý nhé. 19 và 17 là hai cách đo nhé, số răng. Đấy, thì các bạn đo đường kính trục của các bạn 17 mm và 19 răng là vừa. Còn cái răng ngoài này là 19 răng, à 40 răng, và đường kính này là 75. Là các bạn có thể lắp vừa. Đây là răng nghiêng. Đấy. Răng nghiêng. Có bản răng dày là bản răng dày là 2 cm. À, mình cũng không nói cái răng này dành cho xe nào, bởi vì cái này là nó phụ thuộc vào các bạn có xe nào thì mình tháo ra mình kiểm tra thôi, chứ mình không phải là thợ sửa xe máy cho nên không thể biết được tất cả các loại xe nó sử dụng răng như thế nào được. Đấy, thì các bạn tháo ở trong cái hộp số xe máy ra nó sẽ thấy cái này. Đấy, chạy xe ga như kiểu là dòng Airblade các thứ ấy, này, cảm giác này như xe Exciter kiểu kiểu như vậy. Đây thì giới thiệu cho các bạn bốn cái dòng nhôm trớn như vậy, độ bền rất là cao các bạn nhé. Đấy, bạn nào chưa sử dụng thì sẽ chưa, mình không dám khẳng định đấy, nhưng mà đây mình dùng rồi, mình dùng mấy năm rồi thấy rất là bền, dùng rất là tốt. Đấy, lắp vào mà khi các bạn chưa về số, các bạn dắt xe máy rất là nhẹ nhàng, không phải lo phải dắt. Đấy, không phải lo về số. Thì có nhiều bạn hỏi nó tiết kiệm nhiên liệu ở chỗ nào ấy, thì thực tế ra như này, thì khi các bạn để số, khi các bạn nhả ga ấy, thì xe máy nó phải lổ cứng bức đấy, nên là cái lượng nhiên liệu ấy nó sẽ tốn hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ giảm ga về chậm, nó lổ cứng bức thì các bạn phải giảm ga về chậm. Mình giới thiệu cho các bạn bốn cái loại như vậy thì các bạn cứ không có thể nghiên cứu. Đây là loại số 1 dành cho xe Way Dream. Đây là dành số 2 dùng cho dòng máy 110 xích bản mỏng. Và đây là những cái dòng máy Yamaha cốt nhôm lớn hoặc tất cả những cái dòng máy lớn. Còn đây là dành cho dòng xe ga. Tất cả các loại xe ga nào mà có cái nhôm vừa với nhôm này là đều lắp đặt được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.